Ơi, bữa có anh hỏi Sinh 305 con đẹp, trời ơi nó đẹp đẹp không thể tả được. Vệ sinh ra người, vệ sinh ra, trời ơi nó đỏ, một màu đỏ nguyên thủy luôn. Máy này chưa có vệ sinh hàng bãi là nguyên bản đấy nha mọi người, chứ không có vệ sinh vệ sao bán vậy. Làm xin đâu qua này, làm chuột quá vip. Cô quá đã, quá đã, làm quá đã. Nói chung cũng máy đẹp. Chưa có động chạm gì bên trong hết nha mọi người, chỉ quanh rồi quá tuyệt vời. Tại vì em đang lên nó thì cũng không có thời gian rảnh, nhưng mà một khi đang lên đó, mọi người mua cũng nhanh đó, nên là nó cũng hết sớm, nên em nào mà cần cái dòng này thì mình ráng mình theo dõi. Lam của nó chắc 5,5 tấc, 5 tấc 5,5 tấc. Hàng thì về sao bán vậy nha mọi người nha. Đó, em không bao gì hết đó. Chỉ bao là hàng nguyên bản, sim nguyên bản, không có động chạm sửa chữa gì. Con này để cho mọi người thôi, để rẻ cho mọi người nha. Thường thường thì giá là cũng khá là cao nha mọi người. Để cho con này 1,950 triệu nha ha, 1,950 triệu nha mọi người. Đó, hàng còn rất là sáng nước. Dòng này thì nó nhiều nên phụ tùng nó cũng nhiều. Ok, 1,950 triệu nha, chốt thì chuyển khoản giúp em. Cái phần mô tả có số tài khoản địa chỉ rõ ràng nha mọi người. Mọi người mua thì chuyển khoản xong rồi nhắn địa chỉ giúp em. Nội dung chuyển khoản nhớ là đề số điện thoại người mua này, tên người mua nha. Rồi khi chuyển khoản xong thì chụp cái lệnh chuyển gửi qua Zalo số điện thoại này cho em ha, rồi nhắn địa chỉ cho em. 1,950 triệu không bao ship nha mọi người.